thèm gỏi cá mọi người. Mình cũng hơi thèm thèm. Ngày trước không biết ăn gỏi cá đâu, nhưng mà bây giờ biết ăn rồi. Biết ăn không biết ăn. Gỏi cá ngày trước á, gặp gỏi cá cắt này, ui ui, yêu ghê lắm. Bây giờ ui, lại ăn thịt xong đổi gỏi cá. Nói chung là hôm nay sẽ làm cái món gỏi cá cho mọi người thưởng thức. Ai vậy biết ăn cái món này nghiện luôn, ngon. Mình không biết làm gỏi cá lắm, nhưng Mao Đệ nó biết làm đấy, nhưng mà em không biết làm. Mày không phải điêu. Tí nữa mày nấu nước đưa lên nước dùng nhá. Ok. Dùng nhưng mà chua ít. Chúng là món này làm khá là cầu kỳ mọi người. Sau tí nữa này cái hôm trước mấy cái đầu này nó băm ra làm bổn. Trước sang nhà chú hàng xóm ăn thấy ngon thế. Anh ơi, đi làm. Anh thải rau đi. Không thì tao lọc cá trước á. Bây giờ lấy gạo đi để chuẩn bị ngâm. Gạo á? Kì. Cá này là không được không mổ mọi người ạ. Và phải làm thật thật sạch và thật anh là. Anh ơi. Đây. Đấy, anh biết lấy gạo làm gì không? Lấy gạo. Thùng gạo ấy. Phải làm thật khô đấy chứ, tí nữa phải làm khô cái gạo cá, cá này đi. Thì nó dùng trọng trách cao cả là hút ẩm, hút nước cho con cá nó khô ráo. Tí nữa lau khô sạch con cá đi á. Xong bắt đầu quấn vào giấy báo nha. Xong bắt đầu vui xuống cái gạo này. Xong rồi cái gạo này vứt bỏ luôn. Anh biết tại sao? Vứt bỏ? Tại vì nó tanh quá. Nó ẩm mốc, không ăn kịp. Cho kia, cho lợn đi. Cho lá, lợn. Đấy, nói chung là lọc con cá này khá là căng. Ngày trước em ăn mít trong tàn lâu ở thủ gạo. Nó có cái bột gì đấy này. Bột này. Hôm nay nhà hàng xóm đang chuẩn bị xây nhà nên là rất là ổn. Nhà mình trốn trước đây nhưng mà vẫn không hết ổn. Anh lọc nhâm nhảy lâu đấy. Ừ, phải lọc kỹ, cẩn thận. Cái máu ấy. Đang cố gắng giữ lại cái nầm mình. Nhâm nhảy, đây, lọc được cái này mọi người lâu thôi rồi. Cả màng này chưa? Lọc kinh điển chưa? Cháu đây không, không được dùng nước đâu mình ấy nhé. Mình đem cái này vào bấm. Anh đem luôn đi. Đây thì cháu lọc, cố gắng giữ lại cái nầm này. Ngon nhất là cái nầm mọi người ạ. Đấy. Chưa nhắn được. Được thế là được. Vâng. Ba khúc. Người nào thích ăn đậm đà mà không ngậy thì ăn không ngậy. Người nào thích ăn béo ngậy thì ăn không giữa. Nầm. Ngon lắm. Béo. Mà thơm ít mẻ chua chua nữa mà. Chấm hết cục tỉ. Ôi dồi. Ôi dồi đấy. Lấy giấy đi, lấy cái mâm nữa. Cái mâm. Em đi lấy mâm nữa nhé. Mâm này ơi. Nhất là miếng này mọi người. Em lau ra. Đây, em sát lau cả cá luôn. Đấy. Đấy. Giờ xử lý cái này, tí nữa băm cái đầu này này. Nấu với cái lòng cá này. Để làm nước sốt mà lau khô đi mọi người ạ. Lau khô tí rồi ngâm nước gạo. À quên, ngâm vào bịch gạo. Ngâm. Ê xa. Các bạn nhìn như kiểu thịt lợn ấy chứ. Người ta lại tưởng ăn thịt lợn. Có rong luôn. Anh em mình lau khô hết một đống giấy này. Con bỏ mất một đống rồi đấy. Không được dùng nước là tanh lắm, không ăn được. Đến công đoạn này quan trọng quá đấy là quấn gói vào mỗi khúc vào. Ấy, này thì mày phải cắt nhỏ ra chứ. Thế này thôi quấn gói lại cho để ngay đã. Sao không cho luôn vào ủ thùng gạo sau quấn giấy làm gì? Cho cả gạo vào. Thế nên nó bị đấy. Bị gì? Nó tanh quá, sợ hỏng gạo. Đừng nào giả hỏng. Hỏng luôn nhé. À nhưng mà bột gạo mà ngấm vào nhìn nó trắng toát, không ngon miếng thịt. À
Nhanh cái tay lên rồi. Đây. Đấy, quấn vào xong rồi ủ vào thùng gạo khoảng tầm phân tiếng ấy mọi người, cho nó hút hết. Đấy. Hút hết ẩm đi thì mới chén ngon được. Đường nào chả ủ mà lại cần. Mới mới như cái mèo dấu ấy. Đấu ở đây. Con mèo nó cứ đi ỉa ấy nhỉ, xong nó lại đi giấu vào đống cát. Đây là toàn bộ rau của anh em mình mọi người ạ. Nó có lá bưởi này, cái này đắng để cho chống đi ỉa được này. Bưởi nốt này, lá này là rau mơ này, lá đinh lăng này, lá này là lá nhội này. Cái nhội thì ăn nó chát chua chát, đắng cay cuộc đời có hết trong cái món này mọi người. Đây là cái lá sung này. Ủa, nói chung là nhiều lắm, mình cũng chả nhớ hết nữa. Đấy, bây giờ thái phải thật mỏng. Thái phải thật mỏng thì nó mới bắt đầu nó ăn nó mới ngon. Đấy, trong lúc chờ đợi bọn đại ca thì thái rau ấy, rau ăn đỡ bị đi ở đủ các loại rau luôn, vừa ngon vừa chát vừa đắng đủ thể loại. Bây giờ nó đây là món đồ đốn nha, để chấm này, cho người cố mắt miếng đầu tiên miễn là loại thu thôi, mới cả gì nhỉ, xương này, thịt này, mới cả xương thịt, nhưng mà đa phần của cá thôi, mới cả lòng ấy, món pịa cá ấy. Đây là gọi là món pịa cá ngon lắm. Đây là chỗ đây chẳng biết bật thế nào nhỉ, bạn này mà đi ca khó bật lắm. Ấy học lộn đấy. Và chúng tôi sẽ bước qua đi ca là bước bên nào nhỉ. Mày ở đây đấy, chuẩn miên chuẩn miên chuẩn miên để cho gia vị vào. Thì nó còn cho nước nữa mà, lo gì. Ajinomoto. Quan trọng nhất đây này, mà món mình sở trường luôn. Cháo mẻ. Ủa, mẻ, mẻ sống ấy. Người ta bảo ở trong cái mẻ này có cái con giòi. Con giòi tốt cho sức khỏe gì ấy nhỉ, mà nó làm chua ấy. Mà mơ đây chả thấy đâu ấy. Chua ăn có nhiều mẻ nó ăn nó sướng ngon. Đảo lên thì nó đậy nắp vào. Thiếu nước nữa. Đánh dối rồi đấy, nhưng mà nấu lên thì ngon, chấm hết luôn. Cho một bát nữa mà. Rồi, tiện không? Ngoảnh đi cái là lấy được nước. Rồi, quay đi được. Nước của bước chân là lấy đến. Cho thêm tí nữa. Không có sợ thì nó thiếu nước là tranh nhau thôi. Thế thôi, chỉ có thế thôi là xong một bát nước chấm rồi. Ui mày thế. Hôm trước mình mò thấy cái này chắc là cái này, cái bóng đèn lửa này chắc là tăng nóng cho cái bếp này, nó phải bật lên. Nhìn quách quá đấy. Đấy, ba chỉ cá. Đấy, cái này phải thái mỏng luôn. Bây giờ là đã
90% rồi mọi người ạ. Này, cho chín vào. Bây giờ cho ít muối với mì chín ra cho nó. Ít thôi. Ui, anh ơi, bạn có củ gừng ăn ngon. Mình đi kiếm đi. Thôi đấy, gừng tái là ăn ngon cực luôn. Tái là kèm, kèm vào cái này. Ngon lắm. Được rồi. Nhiều cực tí rồi. Ăn mặn có ngon không? Rồi. Không phải cho mình chín được. Tiền, ui. Không phải chín được á. Chín mới ngon. Ui, có gì muối thì các bạn mới chín. Chín nhiều đúng ngon. Rồi. Nó lỡ mùi. Nó lỡ mùi ăn được đấy. Được. Ăn người chết cũng được. Đây là cái gì để ta bỏ bớt cái. Nó lỡ mùi xương đấy. Không được gì, ngon. Ngon, ăn ngọt được rồi. Không, ngon ạ. Được. Chính là em cũng được gì nó bậy hết. Cho chín nào. Từ từ, cho nó ngấm mắm muối mì chín. À, mì chín đi. Kia đã. Đã lấy muối mà. Đấy, bây giờ là có thể chén được đấy, mày có thể gì thử. Chén luôn. Nhưng mà chưa có nước bổ, ngon. Chưa có nước. Đấy, khoan, mọi người làm. Đấy, nghe là có nước á. Chuẩn bị xong. Không ăn nào cũng miếng. Làm luôn miếng, không cần nước chấm nữa. Ok mọi người ơi. Ngon. Chụp một con cá mà được nhiều. Nào, để tao ra. Ngon à? Ngon không? Ngon. Tôi đang tính à? Thật thôi. Thế đó. Thế thôi. Thêm một miếng. Lấy sữa, lấy sữa. Ngon. Mọi người vào đi. Chuẩn bị chén. Ngon. Em mới gọi mấy anh kia nhé. Đây là người à? Bim bim bim. Chén luôn này anh ơi. Con nghe nó khê khê ấy. Bạn già không trông. À không gì. Ngọt lắm mọi người ạ. Nhìn này. Trời ruột, ruột bạn già đấy. Nó mới công bằng. Anh Cao ơi. Vào luôn đi. Nhanh không hết. Đợi tí nó siêu có thủ ăn này. Kinh rồi. Tí gọi là bà chia nó xuống. Chia nó hết đấy. Ui em chấm một cái này vậy. Quy trình ăn khỏi cá sẽ như sau. Mình sẽ Trời ơi em. Đây. Em cứ điện pha đầu tiên nhờ. Đấy. Ấy. Và đi anh Khang ơi. Lâu rồi. Cái đúa này. Phải có tia cơ. Anh ấy lấy tia đi. Anh ấy lấy tia đi. Lắp rau rồi này. Đủ các loại rau tổng hợp rồi này. Sụp. Ôi dồi ôi. Cắt vào. Vào đây anh. Anh là cái 2-3 miếng này thì ngon. À, tia. Đấy đấy đấy. Đấy múc cho em một miếng. Có lòng đấy nhé. Có lòng. Thì anh... Ê, xuống đi em. Anh Cao ơi. Nhanh 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 nhanh. Trời tí nữa đang đợi rượu tí. Wow. Và anh ơi. Bỏ quá. Nghĩ tưởng thằng bạn nói anh bị thế rồi. Đấy nguội ra. Ấy bỏ quá. Bỏng lột mồm rồi. Chờ chờ. Đấy là bỏng em. Đó là bỏng. Ui dồi ôi. À, mời tất cả mọi người nhá. Anh ngồi đi anh Khang ơi. Ngồi đi, đợi rượu à? Ngon. Ngon ngon. Ngon 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 ngon. Thiếu chua. Hơi nhạt nhạt đúng không? Ừ. Ngon ngon. Trộn thêm tí mì chính, ăn muối vào đây. Hơi nhạt. Ăn nghe mày, chua em một cái nước thôi. Ngon, và ăn đi mọi người. Vào đây, vào luôn đi, luôn luôn.
rượu xuống rồi. Tôi đang ăn. Rồi ít ít mẻ mà xuống chúa. Hơi ít mẻ. Em ơi. À, đừng trộn thế. Trộn vào nước rồi này. À trộn này. Đặt vào nước. Quên. Thử 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 cái này xem vừa cho em này. Em thử nhá. Chủ toàn chưa thứ chưa. Nhìn vào sáng. Đây là đây là một bát rồi vẫn chưa kém. Vẫn kém chua. Cho này nó ăn chua về. Mày lấy chanh mà. Đến mày bắt một phải anh. Chua thì chua, chua được chín quá. Đây xin giới thiệu mọi người, đây là bà xia chuyên món gọi là có cả cái gọi ai cái gì cá gọi cá gọi liu liu mấy em đây, mấy bạn đây, mấy tất cả mọi người nhá, mấy thảo người nhá. Ui nồng này là những nồng này bà xia đi một đường cơ bản thế nào nồng béo ngậy lỡ không ăn rồi. Làm như lợn làm rau thế. Anh mới để sang đây này, đúng rồi. Để gì? Sao như vậy bác ạ? Đấy, sao? Mẹ còn múc được rồi, múc thích múc cái ngon. Đây, ruột đấy. Cho nó đây, ông phèo lại cái ngon nhà em. Cho tí nào anh. Đây là cái múc cái ngon đấy. Ăn gọi cá nó phải thế này. Đấy, nhìn đây này. Nó bỏng lắm ấy. Hơi bỏng đấy nhá. Cắt cơn à? Cắt cơn. Đấy ạ. Buồn quá nhé. Bỏng quá. Mồi xay được kỹ ngon. Mồi xay kỹ ngon. Anh nhìn nó thơm quá. Được không? Rồi. Sao? Không ai? Ngon rồi. Sao? Được. Thế chứ. Mình bảo mình làm được mà mẹ. Không ai tin. Ui xung lắm. Phát lỡ. Ngon. Tao gọi cá mà mày ăn cá đâu? Tàn cái cá rồi. Tàn cái sụn sụn ở tàn sụn dùng kia. Tàn cá vào. Bãi cá rồi. Đấy, cái nầm đấy này, những cái nầm nầm anh thái mỏng anh lấy hết đấy. Nầm nhớ đầu hết này. Đây đây, những cái mỏng mỏng này. Đấy, toàn nầm đấy. Mấy này toàn nầm đấy. Đấy, nầm bên dưới. Ngon lắm mừng ạ. Ui, bắt rồi. Rồi đây đây. Ôi ơi, quá ơi, đang vừa mồm rồi đấy. Đang vừa mồm rồi, vừa bà. Rồi bà thì đến giữa ấy. Ngon nhờ. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Bà chưa ạ. Ui. Ui. Ngon nhờ. Chắc là ngại ống kính nào, chưa giống nhai. Đừng nuốt chửng. Được không? Được. Thằng em chợ thấy con cá ngon lắm. Con này thiệt thật. Bà cần không? Bé mà con này hơn 2 cân nhỉ? Ở tầm khỏe hơn 2 cân đúng không? Ừ. To quá đúng không? Chắc cân, chắc cân. Nói chung là ôi nghe nhảy. Ôi ôi nó kêu. Anh ăn bệnh 2 bát rồi đấy, kêu ít. Nói chung là rất là phê mọi người. Món này nếu mà để mà biết ăn thì đẳng cấp ấy. Ngon lắm không ăn thì cái nầm không phải cái em nầm cái nầm hẳn dưới ấy nó ngấy nó không giòn cái nầm nầm mang nầm chưa thì ngon. Em tự kiếm một pha đi vào và đi vào dài đi vào bạn sẽ thực hiện một pha và ăn thay cơm ạ. Nào, đây. Anh biết là phải thay cơm. Đấy. Nó bỏng không? Không bỏng, hết bỏng rồi. Mới bắt đầu lên nhắn rồi. Ngon chưa? Không thôi. Muốn nguội em cùng với mồm như nãy. Có mùi ngon đấy nhỉ. Đẳng cấp ấy. Ui, không bỏng à? Bắt đầu em thay cơm. Ây, đây này, có mùi ruột đây. Con thấy là ăn ngoài mồm ăn được ngon. Mồm mồm mồm. Ngon à. Đây ruột lên kia đấy. Ấy quên, cho mật vào đây không? Thằng nào thiếu vị gì phải cho đắng vào đây. Có mật ở ngoài kia mà. Quên mất mật, thôi được. Thôi thôi đắng.
Không, chưa có đắng. Chưa có mật, anh mua hai cái mật. Nhưng mà chắc lấy một cái, ai mua thêm một cái mật. Anh nấu rồi mà. Thế là quỳ. Mày nấu cái này cả. Nhưng mà em bảo anh cháy. Tí nữa thì cháy này. Sợ không hết được. Đây con cá có hơn 2 cân này nè mọi người. Đây nó trắng rồi. Đấy. Anh quay rồi. Đấy. Quay. Ờ, thì em phải tuyển cho anh riêng 4 con. Đúng rồi. Ăn một bát một. Ba con cái rồi. Trời. Đánh tuyển cho anh cái không biết. Thôi. Đấy. Tuổi ra chuyên chuyên cái nầm. Ăn một bát một miếng này chẳng. Ăn cho một cân luôn. Rồi. Không cần phải uống thuốc. Đấy. Úi dồi. Không có chút tăng cân gì vào nầm cả mẹ. Đấy. Bởi bởi thấy chú anh bảo gì cơ? Ăn đến đây nó phải tanh. Ăn đến đây nó phải tanh. Chắc tanh. Anh ăn lần này lần thứ khoảng tầm 5-6 rồi. Không, thứ 5-6 rồi. Có một ông sáng này ăn ông 8 là ông thấy ăn thấy ngon ngon. Mọi khi mà ăn lần đầu tiên ăn thế nào giúp này. Ăn thật. Lấy luôn. Ê, chị bố làm. Không, lấy làm gọi là chỉ là làm. Tạch cơn cái à? Không phải là kêu mà kiểu như cái này ăn nhiều nhiều quen quen hôm nọ thì ngon ngon hôm nay. Em ăn nhiều ăn mới hay làm. Được. Có thời gian không? Thế mấy hôm lại thấy rủ nhau làm gọi. Tải thế phải không? À, làm kỹ thì nghỉ nhưng làm kỹ đó. Ngon. Ví dụ dài gọn thật thật. Ví dụ chiều nay muốn ăn phải lọc từ hai thử. Phải thử đấy, đi làm. Mà cái mỡ này nó cắn nó tan luôn nhỉ. Nhưng mà cái nồi mỗi này ngon này.